Sáng ngày 27 tháng 6, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức lo mai táng ba nạn nhân xấu số trong một gia đình tử vong ở đường thoát nước thải. Theo thông tin ban đầu, ngày 26 tháng 6, người dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh phát hiện một thi thể nổi trên mặt suối lạng. Đây là đường dẫn nước xả thải của nhà máy cao su trên địa bàn nên trình báo cơ quan chức năng. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Công an huyện Tân Biên cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm kiếm, đưa thi thể một người phụ nữ lên bờ trong quá trình mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện thêm hai thi thể khác ở gần nơi phát hiện thi thể trước đó theo điều tra ban đầu ba thi thể tìm thấy đều là người trong một gia đình hiện trường phát hiện nằm ở đường thoát nước thải của nhà máy cao su trên địa bàn huyện hiện vụ việc đang được công an vào cuộc điều tra